giá nhiều, mà ngoài ra thì mình cảm thấy rằng đạt được MBT mình sẽ mang lại nhiều quyền lợi hơn cho khách hàng và khẳng định được giá trị của bản thân. Giá nhiều của MBT đã mang đến chúng tôi đó là sự tự hào cũng như là hãnh diện và vinh dự. Đối với khách hàng thì khi mình đạt được MDT thì AA đã dành riêng cho MDT một cái đặc quyền riêng dành cho khách hàng của MDT. Đối với cá nhân mình thì mình cảm thấy rằng khi đạt được MDT thì mình cũng mang lại cái thu nhập rất là tốt, khẳng định được giá trị và thương hiệu của bản thân. Đối với đội ngũ thì mình truyền được cảm hứng đến cho tất cả mọi người. Động lực của mình đó là đến với bảo hiểm nhân thọ thì mình chắc chắn sẽ được hoàn thiện và khẳng định được bản thân. Mục tiêu của tôi đó là năm nay mình tiếp tục là MBT và tôi đã đạt được MBT từ tháng 5 của 2020. Và mục tiêu tiếp theo đó là năm nay tôi sẽ đạt là COT. Mục tiêu nghề nghiệp của năm nay của mình sẽ là MDT sớm và tiến tới sẽ là COT. Đã là đại lý bảo hiểm hãy là MDT và MDT tại AAA. Tôi chắc chắn sẽ là MDT và tiến tới là COT ạ.